Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu mà quý tộc nhất, và khi mà đã chơi đồng hồ thì anh em ai cũng hay nhắc đến, đó chính là thương hiệu đồng hồ với logo hình hoa thị. Thương hiệu đó là thương hiệu Patek Philippe, đúng không ạ? Bây giờ ấy, thì người người nhà nhà nói là tôi phải sở hữu cái chiếc đồng hồ Patek cơ. Đấy, nó mới đẳng cấp, nó mới quý tộc, chứ không phải là như ngày xưa nó đeo Rolex đã lách lắm rồi. Nhưng không, bây giờ thời thế thay đổi, và nhà nhà người ta phải tìm mua Patek. Có thể là những chiếc đồng hồ Patek thể thao, Nautilus, hay là những chiếc đồng hồ Grand Complication. Nhưng không, hôm nay tôi xin giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ mà tôi phải nói là simple is the best. Với một dáng vỏ, nó không phải là dáng vỏ truyền thống của Patek, nhưng tôi tin chắc là đây là một trong số những chiếc đồng hồ khá là hấp dẫn với những người yêu thích cái dáng vỏ chữ nhật vuông vắn đó. Và đó chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5124G với lớp vỏ vàng champagne. Và chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Ok, nào đầu tiên thì chúng ta hãy nói qua một chút về giá hãng của chiếc đồng hồ này đi. Giá hãng của chiếc đồng hồ này nó vào khoảng tầm 560 triệu, kinh phết đấy anh em ạ. Nó tiền đô tính ra là khoảng 24.000 USD, 24.000 cho một chiếc Patek máy lên dây. Úi chà, Patek làm thương hiệu đỉnh quá mà, thế mà họ dám đặt một chiếc đồng hồ máy lên dây với mức giá 24.000 đô với chức năng gì? Giờ, phút và giây đơn giản. Đường kính thì không có quá lớn, các bạn nhìn thấy không có quá lớn. Đường kính chiếc này, chiếc này có một cái kích cỡ là 43 x 33,4 mm, nó không quá lớn. Tính ra nếu như mà là đồng hồ tròn nó chỉ khoảng tầm 37 x 38 mm thôi các bạn. Đấy, tương đương. Thế mà họ dám đặt cho một mức giá 24.000 USD, kinh. Mà 24.000 USD mà chúng ta chuyển sang sắc Jewel Cool thì chúng ta cũng được nhiều đồ chơi, nhiều option lắm, option miên man luôn. Giờ mặt thiên thạch này, giờ phút dây lịch lủng các kiểu mặt thiên thạch luôn. Nhưng mà với Patek họ đặt ra một chiếc đồng hồ 3 kim 1 lịch, kim rồi 2 kim rưỡi, nó đúng là như các bác có tuổi gọi là 2 kim rưỡi, không được 3 kim nữa. 2 kim rưỡi, máy lên dây 24.000, trời ơi, ngất ngây luôn. Được, đúng là Patek là thương hiệu thật đấy. Thế thì chiếc đồng hồ này có những gì đặc biệt? Tôi phải nói đầu tiên này, sở hữu một chiếc Patek ấy, nó là đỉnh của chóp rồi. Mình đeo một chiếc Patek thì tôi không cần biết là nó nhiều chức năng hay ít chức năng, nhưng mà các bạn anh em nói chuyện nhau một lúc này đeo chiếc Patek nghe cái oách đúng không ạ? Ông kia mặc dù ông kia đeo một chiếc Rolex Rainbow 300.000, nhưng mà một ông này đeo một chiếc Patek lên dây 20.000 thôi, nhưng mà nghe Patek là thấy hoài thôi, các bạn công nhận tôi à? Đúng quá còn gì nữa, nghe Patek là thấy xịn rồi. Đấy, thì đầu tiên chiếc đồng hồ này tôi phải nói là thương hiệu rất là đỉnh, thương hiệu thì nói top 1 thì không sai, top 1 về những chiếc đồng hồ xa xỉ quý tộc. Nhưng tuy nhiên là tôi có một điểm đấy, đó là với những cái bộ sưu tập khác của Patek, ví dụ như là Nautilus đang rất hot hiện nay này, những bộ sưu tập thể thao như là Nautilus, Alconus rất là hot, hay là những bộ sưu tập siêu phức tạp Grand Complication hay là Complication, đấy, nhiều chức năng ấy, kiểu kiểu vậy thì luôn luôn bán chạy. Nhưng không hiểu sao một điều là bộ sưu tập Gondolo ấy, nó lại bị hát hụt, không phải nói đúng từ hát hụt, không phải bởi vì tôi có mà tôi lại giấu giếm các bạn đâu. Bộ sưu tập Gondolo là một bộ sưu tập bị gọi là con ghẻ của Patek, không mấy người dám chia sẻ với tôi đâu. Vì sao Gondolo ngày nay ít người dám bán, ít người bán lắm các bạn, thậm chí là không mấy ai dám mua đâu. Đây bây giờ nói đơn giản một chiếc đồng hồ nhé, Gondolo mà tourbillon giá chỉ khoảng tầm 100-200 ngàn, trong khi một chiếc vỏ tròn tourbillon của Patek nó giá nó gấp đôi luôn. Các bạn thấy nó vô lý không? Nó quá vô lý. Bộ sưu tập cũng ảnh hưởng rất là nhiều, bộ sưu tập và dáng vỏ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá thành, đến cái giá của chiếc đồng hồ đấy, nó có được thị trường ưa chuộng hay không. Nhưng mà nói này, có rất nhiều bác rất là buồn cười đến với cả Gia Bảo hay là đến với tôi, anh em chia sẻ anh ấy không thích đồng hồ tròn. Vì sao? Nhìn nó
phổ thông. Anh ấy thích một chiếc đồng hồ nó phải chữ nhật cơ, hoặc là nó vuông cơ. Thế là anh của chiếc đồng hồ này không đeo vào bên tay này, vì dây nó mới. Bởi vì sao? Vì tay anh ấy nó lại phù hợp đeo đồng hồ chữ nhật hay là vuông, vì tay anh là kiểu dạng xương ấy, nó không tròn như tay em. Thế nên là anh đeo đồng hồ tròn nó không đẹp. Đấy. Nên là anh lựa chọn những chiếc đồng hồ chữ nhật. Thế bây giờ một chiếc đồng hồ ví dụ như là chiếc Patek Modelo như này so với một chiếc Phanh Muller đúng không? Thì theo các bạn thì các bạn sẽ chọn chiếc đồng hồ nào? Phanh Muller ấy thì thời điểm trước khi mà tôi làm đồng hồ cách khoảng 5 năm thì những chiếc Long Island rất là hot, bán chạy thời trang nó như kiểu là Hublot bây giờ ấy. Đó. Ngày đấy thì cũng đã có những chiếc Modelo rồi. Những chiếc Long Island ngày đấy thậm chí những chiếc có kim cương hãng 20.000. Nhưng bây giờ 10.000 chứ chắc là có người mua. Sợ thật đấy. Ngày đấy nhưng mà những chiếc Modelo như này giữ giá rất là tốt trong đấy thôi. Vì ngày đấy nó đã rẻ rồi, bây giờ nó cũng tầng tầng như vậy, 15.000, 16.000 gì đấy. Bây giờ khoảng tầm 12.000, 13.000, 14.000 tùy tình trạng. Đấy, thì các bạn thấy không? Giá trị nó trường tồn với thời gian, quan trọng là lựa chọn của bạn. Các bạn muốn chọn chất chơi, chúng ta chọn Phanh Winkler. Nếu mà các bạn chọn cái gì đấy nó đeo mãi mãi lâu dài dành cho thế mai sau ấy, để cho con cho cái, kiểu để cho con cháu ấy, thì các bạn chọn Patek, nó là một sự lựa chọn hoàn toàn là đúng theo đúng cái tiêu chí của thương hiệu, là chiếc đồng hồ bạn dành cho thế mai sau. Đấy, cho con cho cháu được kiểu vậy. Đấy, nó được kiểm chứng qua năm tháng. 5 năm trước giá chiếc đồng hồ này nó khoảng tầm 15.000, bây giờ nó chênh lệch không quá nhiều. Nhưng với những chiếc đồng hồ thời trang thì thậm chí bây giờ nó mất 70% giá. Kinh khủng, quá kinh khủng. Với chiếc đồng hồ này, trước đây thì tôi đã có phiên bản tiền nhiệm của chiếc đồng hồ 5124 này. Và chiếc 05024 nó là các bạn đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trên góc màn hình. Đây là hình ảnh cái chiếc 5024, nó nhỏ hơn. Cọc số của nó là cọc số La Mã, cọc số Ả Rập. Thì với phiên bản này chúng ta sẽ thấy được là các cọc số được làm dạng tia rất là đẹp. Về độ hoàn thiện tôi phải nói là Patek làm cho mặt số chiếc đồng hồ này rất là đẹp. Từ cái số 12 này được làm nổi rất là nổi. không phải rất là nổi, mà làm nó nổi hẳn lên đấy, nổi khối lên đấy. Và các cái cọc số khác ấy, thì nó được làm theo kiểu mũi tên, nhìn rất là đỉnh. Đấy, độ hoàn thiện thì không phải bàn cãi rồi. Patek thì luôn luôn làm những chiếc đồng hồ nó quá là đẹp rồi, từ hoàn thiện này đến thiết kế. Đấy. Nào các bạn hãy cùng ra bảng nhìn chi tiết của chiếc đồng hồ này qua những thước phim video này các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp. Sợ rời lắm ấy. Nào, lên dây nữa. Không biết các anh em thích đồng hồ thường thì tôi phải nói như này. Người mua đồng hồ ấy, thì người ta thích mua những chiếc đồng hồ tự động bởi vì nó tiện, đúng không ạ? Đeo lên tay là tự động lên dây cót cho ngày hôm sau. Nhưng đối với tôi, cá nhân tôi, trong một sưu tập của tôi thì có một chiếc Lang & Söhne này. Tôi mua cho bản thân tôi, không phải là mua vì mình thích nó đã, chứ không phải là vì một lý do gì khác. Thì đấy là một chiếc đồng hồ lên dây. Vì sao? Vì những lúc tôi rảnh ấy, buổi sáng ấy, thì là khi ngồi nhâm nhi ly cà phê thì lên mười dây cót rất là nhẹ nhàng, nghe cót đó nó chậm rãi, thời gian nó như dừng trôi các bạn. Đấy là một lý do mà khiến tôi thích những chiếc đồng hồ lên dây. Đấy, nhẹ nhàng. Đây, và cái cây kim nhỏ, cây kim giữa cái cây kim rốn ở chiếc đồng hồ này góc 6 giờ được làm rất là mảnh, đơn giản. Và có một cái nguyên lý mà tôi khuyên anh em đeo đồng hồ, thích đồng hồ ấy, đó chính là cái gì càng đơn giản thì nó lại càng lâu bền. Đấy, simple is the best mà. Patek luôn luôn làm được cái điều đó. Chiếc đồng hồ rất đơn giản với 2.5 kim, không được 3 kim, những chi tiết đơn giản nhất có thể. Đấy, dây da, khóa cài. Đấy, phải nói nhỉ, đến cháu tôi nghĩ là nó theo chiếc này vẫn đẹp nếu nó thích những chiếc đồng hồ cổ điển các bạn ạ. Đấy, mặt số trắng nữa, mặt số trắng bạc nữa, mặt số truyền thống kim dolphin. Và còn một điểm nữa mà tôi rất thích với cái thiết kế của chiếc đồng hồ này, đấy chính là cái thiết kế chữ nhật. Nó không đơn giản là chỉ là chữ nhật nhé, mà nó là 2 tầng, nó có một cái lớp gồ lên này, đấy như các bạn đã nhìn thấy, và một cái lớp nữa nó
nó cắt như kiểu bậc thang ấy, nó như kiểu là chúng ta bậc thang đi lên ấy. Đấy nên là nhìn nó mềm mại chứ nó không bị thô cứng như những chiếc đồng hồ có lớp vỏ chữ nhật khác. Khi mà tôi lên tay này thì tôi rất thích cái độ mỏng của nó. Độ mỏng nó sẵn sàng, nó có thể ẩn ở dưới lớp của áo vest. Khi chúng ta mặc một bộ suit đẳng cấp rồi và chúng ta đi với chiếc đồng hồ này nữa thì nó lại phải gọi là 1% cho 99% hoàn hảo, 1% còn thiếu trong 100% hoàn hảo của các bạn. Đó, nó rất là mỏng. Và ở góc nhìn này, góc nhìn mắt nhìn của tôi này, đấy, tôi rất thích nhìn ở góc nhìn này với chiếc Patek. Nó phê lắm. Phê không phải là bởi vì nhìn nó phức tạp mà nhìn nó đơn giản, nó đem lại cho mình một cái cảm giác nó bình yên. Đấy. Thôi, được quay trở lại. Nói về ngoại hình của nó quá nhiều rồi mà chúng ta không nói đến cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này nó là cỗ máy 2125, cỗ máy lên dây, không phải là một cái cỗ máy phổ biến của Patek. Máy của Patek phổ biến nó là cái cỗ máy là 240 rotor khuy áo hoặc là cỗ máy 324. Nhưng cái cỗ máy này đây, như anh em đang thấy, nó là một cỗ máy lên dây 2125, 21-25 ấy. Thì cái cỗ máy này đây tôi phải xem chính xác nó biên độ dao động nó khoảng 28.800 nhịp trên 1 giờ. Đấy, 28.800 nhịp trên 1 giờ. Và thời lượng cót của nó chiếc đồng hồ này có 18 chân kính thôi. Không nhiều, 18 chân kính. Và thời lượng cót của nó chỉ có 44 tiếng, có nghĩa là chưa được 2 ngày. Có nghĩa là ngày nào, thường là ngày nào cũng phải lên dây cót. Đó, ngày nào cũng phải uống cà phê và lên dây cót thế nó mới khoái. Đấy thì ngoài ra ấy, một chút tôi muốn mô tả với cả các bạn một chút nữa về độ hoàn thiện trên chiếc đồng hồ này. Đấy chính là chiếc đồng hồ này có rất là nhiều từng cái chi tiết nhỏ ở trên cỗ máy 21-25 này đều được hoàn thiện rất là tốt. Ví dụ như là vát cạnh này, vát cạnh đánh bóng, xong rồi những cái đường vân Coach de Genève này hay là Pulac vân vân. Phải nói là Patek là một trong những nhà chế tác bậc thầy, cũng như là có sản xuất ra những cái chi tiết nhỏ được hoàn thiện tỉ mỉ nhất, không thể chối cãi được rồi. Đấy. Các bạn nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ 5124 này? Bây giờ hiện tại nó có giá khoảng tầm dưới 15.000 USD. Thì các bạn có nghĩ đây là một trong những cái lựa chọn phù hợp cho một chiếc dress watch hay không? Thì hãy comment ở bên dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.